Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 474. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 9 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kể tụng Chủ Địa Thần bài thứ 7. Nhất thiết sắc hình giai hóa hiện, thập phương pháp giới tất sung mạng, hương màu phá quang thường kiến Phật, như thị phổ hóa chư chúng sanh. Đây là tán tụng của hương màu phát quang Chủ Địa Thần. Pháp môn mà Ngài tu học là liễu tri nhất thiết Phật công đức hải đại oai lực. Ý nghĩa này chúng ta khi giới thiệu Văn Trường Hàn đã nói rất nhiều. Trong kệ tụng tổng kết tâm đắc học tập, nói ra cảnh giới tu học của Ngài đối với sự tu học của chúng ta quả thật có trợ giúp rất lớn. Chúng ta cần năng giải, năng hành. Trước hết phải gây dựng vũ trụ nhân sinh quan chính xác. Vấn đề này có thể nói các nhà đại triết học, nhà khoa học, nhà tôn giáo, cổ kim trong ngoài đều nói rất nhiều. Chúng tôi cũng từng lướt qua một số. Song cảm thấy chỉ có Phật Pháp Đại Thừa nói được viên mãn. Nói thật sự có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Phật giảng cho chúng ta 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, đó chính là vũ trụ nhân sinh quan được nói đến trong triết học. Chân tướng thế nào? Kim Cang Bát Nhã mọi người niệm rất quen. Phật ở trong kinh giảng rất minh bạch: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm sở hữu có phạm vi bao quát lớn, không những là khí gian của chúng ta. Thực tại nói thế gian của chúng ta tương đối ngắn ngủi. Con người ở thế gian này có thể sống bao nhiêu năm? Chúng ta sống trong thế gian
quan cảm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh là gì? Mặc dù thế gian có một số người thông minh đề xuất có nhiều cách nhìn, cách nghĩ, nhưng không phải chân tướng. Chân tướng Phật nói ra đều là hư vọng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật Pháp, nhất là Phật Pháp Đại Thừa, nó là viên dung. Trong Phật Pháp Đại Thừa không có sự đối lập. Nếu chúng ta đem hư vọng đối lập với chân thật, ấy là sai. Là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Vì cớ sao? Lục Tổ Đàn Kinh có ví dụ vô cùng rõ rệt. Ấn Tông thỉnh giáo với Huệ Năng Đại Sư, Hoàng Mai Ngũ Tổ giảng giải thiền định, giải thoát thế nào? Ấn Tông là Pháp Sư giảng kinh, đại khai đối với thiền định giải thoát. Ngài giảng tự mình không thể thỏa mãn, cảm giác mình chưa thể giảng rõ ràng, chưa thể giảng thấu triệt, bèn thỉnh giáo với Huệ Năng Đại Sư, mà Huệ Năng Đại Sư không trả lời Ngài, chỉ dạy Ngài một nguyên tắc là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trong Phật Pháp, không thể làm trái. Ngài nói thiền định giải thoát là hai Pháp. Hai Pháp không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Đó là điều chính xác. Nếu chúng ta nói câu Kim Kim Cang phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chúng ta phải hỏi cách giảng hư vọng và chân thật ra sao? Hoặc giả cách giảng hư vọng với không hư vọng ra sao? Huệ Năng Đại Sư nhất định trả lời hư vọng với không hư vọng là hai Pháp. Hai Pháp không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Cho nên Bát Nhã khó hiểu là khó ở chỗ này. Nếu bạn y văn giải nghĩa thì cổ nhân nói rất hay: tam thế Phật oan, chư Phật ba đời đều chịu oan uổng. Vì bạn hiểu sai ý nghĩa rồi. Cho nên ở trong Pháp Đại Thừa giảng cho chúng ta, phiền não với Bồ Đề không phải là hai Pháp. Phiền não và Bồ Đề là hai Pháp. Hai Pháp không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Sanh tử với Niết Bàn không phải là hai Pháp. Lời ấy càng nói chúng ta càng không dễ nói. Cuối cùng là chuyện gì đây? Mê thì thấy hai, ngộ thì không thấy hai. Mê và ngộ, lời của Huệ Năng Đại Sư là giúp Ấn Tông khai ngộ. Đạo hạnh của Ấn Tông giúp khai ngộ như thế nào? Đi đến ranh giới sắp ngộ mà chưa ngộ,
Có người nhắc nhở như vậy, khi Ngài đột phá cửa ải này là nhập cảnh giới. Huệ Năng Đại Sư đích thực là trí tuệ cao, phương tiện thiện xảo. Nhờ nghi vấn của vị kia, nghi vấn gọi là nghi tình. Không cần giải thích để đã phá nghi tình ấy, vấn đề mới thật sự giải quyết triệt để. Những thứ này nói không rõ ràng, nói thế nào cũng rơi vào trong vòng của ý thức, sao có thể thành tựu được? Do vậy chúng ta phải hiểu nghĩa chân thật của việc Đức Phật thuyết pháp. Nghĩa chân thật là dạy chúng ta buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước triệt để. Sở thị mọi sắc tướng chính là thật tướng. Chính là chân tướng. Chân tướng là tướng gì? Chân tướng là tướng huyện hóa. Chân tướng là tướng hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị chân tướng. Chân tướng với hư vọng là một, chắc chắn không phải hai. Vậy mới là sáng rỡ chân tướng. Chẳng những mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tướng hư vọng, nhất chân pháp giới vẫn là tướng hư vọng. Bạn biết nó là tướng hư vọng thì bạn biết thật tướng rồi. Bài kệ cuối Tìm Kim Cang nói minh bạch hơn. Ấy chính là dạy kẻ sơ học học Bát Nhã. Như khi hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Đó là thật tướng các pháp. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm như vậy. Hoa nghiêm cực lạc nhất chân pháp giới cũng như vậy, không có ngoại lệ. Đó mới là quan sát thật sự cứu cánh viên mãn đối với vũ trụ nhân sinh. Chúng ta ở trong tiền đề lớn này, bất luận tu học pháp môn nào đều sẽ không có chênh lệch quá lớn, khẳng định có thể chứng quả. Cách gọi chứng quả là khế nhập cảnh giới này. Giữa chi hữu di pháp, thế nào gọi là pháp hữu di? Các vị phải đọc qua Luận Bách Pháp Minh Môn của Pháp Tướng Tông thì có thể biết đại khái. Ở trong Pháp Tướng Tông, Di Lặc Bồ Tát đem tất cả pháp được Phật nói trong kinh luận rất nhiều đấy, nhằm để dạy học, đem nó phân loại, quy nạp thành 660 pháp, truyền đến Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát cảm giác 660 pháp dạy sư học vẫn là rất không thuận tiện. 660 pháp này là ở trong Luận Du Già Sư Địa, cho nên Ngài quy nạp lại 660 pháp thành 100 loại bạch pháp. Điều này dạy sư học đích thực là rất thuận tiện.
Đó là khóa học nhập môn dành cho những vị sơ học của Pháp Tướng Tông. Trong một trong pháp này lại chia thành hai loại lớn. Một loại là pháp hữu vi, một loại là pháp vô vi. Chúng ta có thể hiểu được những điều nào là thuộc về pháp hữu vi. Hữu vi nói giản đơn là nó có sanh diệt, có biến dị, có thay đổi. Phàm là có thay đổi, có sanh diệt thì không thể vĩnh hằng bất biến, đều gọi là pháp hữu vi. Trong đó bao gồm tâm pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm, niệm trước diệt, niệm sau sanh, ngày đêm đều không gián đoạn. Khi đêm nằm ngủ, ý nghĩ vẫn là có sanh có diệt. Tâm pháp là pháp hữu vi. Pháp tâm sở cũng là pháp hữu vi. Tám tâm dương, 51 pháp tâm sở phụ thuộc vào tâm dương, đều là có sanh có diệt, đều không phải là thường trụ, không phải là sự tồn tại vĩnh hằng. Sắc pháp ngày nay chúng ta nói là vật chất. Tâm pháp người thời nay nói là tinh thần. Vật chất cũng là có sanh diệt, cũng là có biến hóa. Thân thể này là vật chất, có sanh lão bệnh tử. Hoa cỏ cây cối thực vật cũng có sanh diệt, sanh trụ dị diệt. Khoáng vật, thậm chí là địa cầu, tinh hệ của chúng ta cũng không phải là thường trụ. Thành trụ hoại không, hết thảy đều là pháp hữu vi. Ngoại trừ những điều này, chúng ta có thể chỉ ra cụ thể rằng còn có 24 loại bất tương ứng. Nó không phải tâm pháp, nó cũng không phải tâm sở, cũng không phải sắc pháp, nhưng nó liên đới với ba pháp này mà khởi lên. Chúng ta ngày nay gọi nó là khái niệm trừu tượng. Khái niệm trừu tượng cũng là thuộc về pháp hữu vi. Tại sao nó có sanh diệt? Thì như thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gian, bốn phương, bốn góc, vốn dĩ là không có những chuyện này, là khái niệm trừu tượng kiến lập từ tưởng tượng của con người. Được mất đâu có được mất. Được mất là khái niệm trừu tượng, chứ không phải sự thật. Có người xem chuyện này trọng lắm, sanh khởi rất nhiều phiền não, tạo quá nhiều tội nghiệp, không liễu giải chân tướng sự thật. Bạn thật sự liễu giải được mất là giả, tìm không ra ngàn mé. Tổng hợp lại thì trong 100 loại pháp thì pháp hữu vi chiếm 94 loại, 94 thứ, 6 loại sau là pháp vô vi. Trong pháp vô vi có vô vi tương tự, có vô vi chân chánh. Vô vi chân chánh chỉ có một là chân như vô vi, ấy là thật,
năm thứ khác là tương tự. Thí như hư không, hư không là vô vi tương tự. Hư không quả thật 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế là hư không này, 3.000 năm sau vẫn có hư không này, hư không không hề thay đổi. Giảng vật trong hư không có thay đổi, bản thân hư không không thay đổi. Cho nên hư không thuộc về vô vi. Tại sao nói nó không phải là vô vi chân chánh? Nó là vô vi tương tự, vì nó là do tự tánh hiển hiện. Nguyên tâm sở hiện, nó là sở hiện, nó không phải là năng hiện. Nó vẫn có biến hóa, biến hóa vô cùng chậm chạp. Chúng ta không tài nào nhận biết được. Khi nào có thể nhận biết được? Khi đại triệt đại ngộ thì nhận biết được. Như Vĩnh Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hữu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ thật sự, chẳng những lục đạo không có, 10 pháp giới cũng không có. Nhất chân pháp giới có không cũng không. Không thể nói nhất chân pháp giới ngoại lệ. Không có thì làm sao? Chúng ta học Phật học đến cuối cùng điều gì cũng không có. Lòng chúng ta có hoang mang ư? Có với không là một, chẳng phải hai. Đạo lý này sâu lắm. Cách nói này sâu màu. Nó là sự thật chân chánh. Trong Phật Pháp nói không chính là hữu, hữu chính là không. Nói hữu là gì? Có về tướng nhưng không có về tánh. Có về sự nhưng không có về lý. Họ minh bạch đạo lý này. Cho nên hữu trong kinh Phật xưng là diệu hữu. Không xưng là chân không. Chân không với diệu hữu là một, không phải hai. Bát Nhã Tâm Kinh chú giải của cổ đại đức nói hay lắm: chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu cũng chẳng ngại chân không. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đại Sư Thanh Lương nói với chúng ta 4 pháp giới là lý vô ngại. Lý không có chướng ngại, sự cũng không có chướng ngại. Lý sự không có chướng ngại lẫn nhau, sự sự cũng không có chướng ngại lẫn nhau. Cảnh giới giải thoát. Khi ấy mới gọi là chân giải thoát. Đại tự tại, không có chướng ngại. Chướng ngại đến từ đâu? Chướng ngại đến từ mê. Tại sao? Sau khi mê, bạn mới có vọng tưởng. Vọng tưởng trở thành chướng ngại, bạn mới có phân biệt. Trong phân biệt nảy sinh chướng ngại, bạn mới có chấp trước. Trong chấp trước nảy sinh chướng ngại nghiêm trọng. Phật dạy giải quyết vấn đề, tiêu trừ hết thảy chướng ngại. Đó mới là biện pháp trí thiện, mới là biện pháp cứu cánh viên mãn. Nhưng cần phải hiểu được chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Nếu bạn không hiểu giải chân tướng,
Bạn không tài nào buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu dạy chân tướng, buông xuống những điều này, vốn dĩ như thế, chư Phật đã chứng như vậy, sự khế nhập của chính bạn cũng như vậy. Ứng hóa trong người pháp giới, du hí thần thông, tự tại vô ngại. Trong du hí dù cho bạn đi biểu diễn, trong biểu diễn không hề có ý của mình. Nếu có ý của mình là lại xa vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các biểu diễn ấy ra sao? Thích Ca Mâu Ni Phật làm biểu diễn cho chúng ta tám tướng thành đạo. Chúng ta từ trong đó cẩn thận quan sát. Ngài biểu diễn thế nào? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bản thân có khởi tâm động niệm không? Không có. Nhập thai chẳng khởi tâm động niệm, xuất thai chẳng khởi tâm động niệm, chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thị hiện là học đạo, tu hành. Thị hiện ngộ đạo với cội Bồ Đề. Thị hiện giáo hóa tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh hơn 300 hội thuyết pháp 49 năm. Bạn thử hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật có phân biệt chấp trước không? Có khởi tâm động niệm không? Có vọng tưởng không? Nói cho các vị là hoàn toàn không có. Nói ra sao? Phật ở trong kinh có tỷ dụ rất thú vị. Có người thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, học trò của Ngài là tôn giả Xá Lợi Phất, trí tuệ rất lớn. Bất luận người nào có vấn đề gì thỉnh giáo với Ngài, tùy câu hỏi đáp đều giải quyết được vấn đề của người ta. Trí tuệ của Ngài đến từ đâu? Phật nghe rồi cười, nêu tỷ dụ nói: ông có thấy tiếng dỗ không? Dỗ trống. Ông nói tôi biết. Ông dỗ trống. Dỗ mạnh thì tiếng lớn, dỗ nhẹ thì tiếng nhỏ, không dỗ thì không ra tiếng. Khi ông dỗ trống, tiếng trống phát ra, nó có vọng tưởng không? Nó có phân biệt không? Nó có chấp trước không? Không có. Phật bèn nói: trí tuệ của Xá Lợi Phất như trống vậy. Các vị hỏi ông ấy, dỗ ông ấy, ông ấy lập tức đáp lại. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện giảng kinh thuyết pháp, sao không phải là không như thế? Thích Ca Mâu Ni Phật không những vậy, nói thật là 49 năm không hề nói một chữ. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian này cũng không hiện thân. Thân tướng làm sao có được? Chúng sanh có cảm thì ứng hiện. Thuyết pháp cũng lại như vậy, cảm ứng đạo giao. Cảm ứng là tự nhiên.
Tâm chúng ta có cảm thì Phật hiện tiền. Phật đến từ đâu? Nói cho các vị, kinh này Phật đều nói qua. Lai dù lai xứ, khứ dù khứ xứ. Ý nghĩa lời Phật nói điểm tỉnh chúng ta. Chúng ta không hề khác gì với Phật. Chư Phật Bồ Tát là nghiệp cảm của chúng sanh. Thân của chúng ta là gì? Thân của chúng ta là nghiệp báo. Là báo thân do nghiệp lực của chính mình cảm nên. Bản thân Phật không có nghiệp lực. Nghiệp lực chúng sanh cảm ứng, chứ chính Ngài không có. Nhất thiết sắc hình giai quá hiện, thập phương pháp giới tất sung mãn. Như trong tán tụng của Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta nói rằng thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Chúng sanh nơi nào có cảm thì Phật Bồ Tát đều xuất hiện nơi đó. Không chỉ có ngàn xứ thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói ra chân tướng sự thật này. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cho nên không có đến đi. Đạo lý này hiện tại chúng ta có một chút thường thức khoa học. Dùng thường thức khoa học nghĩ ngợi thì không khó lý giải. Các nhà khoa học hiện nay bảo chúng ta vật chất là gì? Họ biết không có vật chất tồn tại. Cho nên hiện tại cũng không cần bàn duy vật. Vật chất là gì? Năng lượng biến hiện ra. Cho nên năng lượng với vật chất có thể quán chuyển. Lý luận bom nguyên tử chính là phát minh từ đây. Chuyển vật chất biến thành năng lượng. Phương pháp nó dùng là dùng gia tốc. Nhưng làm sao có thể biến năng lượng thành vật chất không biết. Các nhà khoa học hiện nay về lý luận nói thông suốt. Nhưng dùng phương thức nào để chuyển biến không hiểu được. Chúng ta có dư sức suy nghĩ điều này. Chư Phật Bồ Tát có thể tùy ý muốn chuyển biến giữa năng và chất. Chúng ta nói tùy ý muốn, nhưng thực tế vẫn là nói sai. Vì sao? Vì Ngài không có tâm ý muốn gì cả. Ngài đâu có tùy ý muốn gì. Hoàn toàn là tự nhiên. Còn lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm. Tùy tâm ứng lượng. Không phải tùy tâm mình, mà tùy tâm chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chuyện là như thế. Ngài chuyển biến tự tại. Sự cảm của chúng sanh ý nghĩ không có. Tướng là biến mất. Ngài đã thể hiện là nhập diệt. Đó là ứng thân mà chúng ta nói. Hóa thân càng không cần nói. Hóa thân có thật không phải giả. Hồi trước khi tôi còn học ở Đài Trung, phu nhân của lão cư sĩ Chu Ban Đạo kể chuyện cho chúng tôi. Câu chuyện này là thật chứ không phải giả đâu.
tiên sinh Chu Ban Đạo trong thời kháng chiến làm hiệu trưởng trường trung học cấp 3 Quốc Lập. Tôi học ở trong trường đó. Phu nhân của ông là sư mẫu của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích bà ấy. Thầy trò trong cả trường không ai không tôn kính sư mẫu. Sư mẫu chí công vô tư, chăm lo cho học sinh chúng tôi. Học sinh đều là học sinh lưu vong, đều là rời khỏi cha mẹ, sống trong trường học. Trường học là nhà. Chấp nhận sự chăm sóc của lão sư. Sư mẫu chăm sóc rất chu đáo. Khi ấy có đồ cứu tế, thực phẩm cứu tế, chia cho học sinh trước. Học sinh chia được vẫn có nhiều hơn, còn cái của chính bà mới có phần. Nếu phần không đủ, chắc chắn là con cái của bà không có phần. Học sinh chúng tôi có phần. Phần những y phục cứu tế cũng là như vậy. Trường học này từ kháng chiến cho đến khi kết thúc đã mở 8 năm. 8 năm như một ngày. Học sinh cấp 3 chúng tôi nhắc đến sư mẫu, không một người nào không cảm động. Khi ở trường có một đồng học sanh bệnh, bệnh rất nặng, sắp chết. Bệnh viện đã không chữa cho người ấy, trả về rồi. Đồng học này ở nơi đồng thành của trường, không có người thân họ hàng nào săn sóc cả. Cha mẹ đều đang ở khu bị giặc chiếm, mọi người đều biết người đó là con một. Dù sư mẫu lo lắng, người ấy không thể chết, là người nói giỏi của cha mẹ anh ta, vậy còn được ư? Cuối cùng bệnh viện không nhận, biết làm sao, đưa anh ta đến miếu quan để. Dù sư mẫu khi ấy không có tín ngưỡng tôn giáo, ở trước quan thánh đế quân khấn vái, xin đổi tính mạng của mình thay anh ta. Phát trọng nguyện này, lòng người đến chí thành, cảm động thật. Quả thật cảm động quỷ thần. Đồng học đó dần dần khỏe tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy hỏi anh, anh bị người nhốt vào trong một căn phòng tối đen, không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe tiếng Chu sư mẫu gọi anh. Sau đó thấy một dải ánh sáng thì anh đi ra. Chuyện này đồng học cả trường chúng tôi đều biết. Chu sư mẫu cứu mạng người đó, phá nguyện giảm thọ của mình để cứu giúp anh. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ sống ở Nam Kinh. Nam Kinh có một căn nhà tôi từng đến. Hàng sân rất sâu, ngôi nhà rất lớn. Quả thật có 2-3 cánh cổng lớn. Bước vào cổng lớn này có sân rất to. Bà sống ở Nam Kinh, gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân. Bà ở trong nhà, khi ấy chưa tin Phật giáo, cũng không hiểu gì hết. Đột nhiên có một người xuất gia đến nhà bà hóa duyên.
cũng không quá nhiều, qua 5 cân dầu mè. Chư sư mẫu chưa cho ông, mà hỏi ông từ đâu đến. Từ núi Cửu Hoa đến. Chưa cho ông, người xuất gia này cũng đi luôn. Sau khi đi thì không thấy nữa. Bà đột nhiên nghĩ lại, nhà mình có 2-3 cánh cổng lớn, cổng chưa mở sao ông ta vào được. Sau khi đi cũng không có ai mở cửa. Bội rồi, nghĩ ngợi bao nhiêu năm không hiểu nghi vấn này, rốt cuộc sao ông ta vào được. Khi bỏ đi sao ông ta ra được. Sao đi ra ngoài bỗng nhiên không thấy nữa. Thời gian rất dài chứ không ngắn đâu, tuyệt đối không phải nhìn qua mắt. Về sau ở Đài Trung học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, bà đem chuyện này kể cho Lý lão sư nghe. Lý lão sư nói với bà ấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân, hóa thân đến đó. Đích thực khi có duyên thì đương xứ xuất sanh, khi duyên tận thì tùy xứ diệt tận. Chư Phật Bồ Tát nói cho các vị biết, trong thế giới của chúng ta gặp người có duyên thì dùng ứng thân, tức là đầu thai tới, ít lắm. Hóa thân thì nhiều. Hóa thân là có duyên phận đặc biệt với một người. Ứng thân nhất định là có duyên phận với rất nhiều người khu vực này. Ngài không dùng hóa thân, dùng ứng thân để thị hiện, để đầu thai. Như tấm gương Thích Ca Mâu Ni Phật tám tướng thành đạo vậy. Chuyện hóa thân nhiều lắm. Chư sư mẫu kể chuyện này cho chúng tôi tuyệt đối không phải hư vọng, tuyệt đối không phải hư cấu đâu. Lão nhân gia bà cả đời thành thật, không hề giọng ngữ, đối xử với người nồng hậu. Sau khi bà đến Đài Loan mới học Phật với Lý lão sư. Sau khi giảng sanh hóa lửa hơn 300 viên xá lợi, chứng minh cho chúng ta là người tốt, người thiện. Lý lão sư nói với bà Địa Tạng Bồ Tát quá duyên với bà. Bà vô cùng hối hận vì hồi đó chưa cho ngài 5 cân dầu mè. Do vậy chúng ta phải liễu giải, sự sống là vĩnh hằng. Người thế gian thường nói tinh thần bất diệt. Tinh thần chính là nói tâm tánh, là vĩnh hằng. Trong lục đạo đi đầu thai không phải là thân thể này. Vì sao? Thân thể là pháp sanh diệt, sao nó có thể đầu thai? Tinh thần là bất sanh bất diệt. Ở trong Phật Pháp không gọi là tinh thần, danh từ Phật Pháp gọi là thần thức. Trong Tướng Tông thường giảng, đến trước đi sau làm ông chủ, đó là chủ nhân thật. Đầu thai nó đến trước, khi người chết nó đi sau cùng. A Lại Gia Thức đi sau cùng. Nó trong lục đạo chẳng tự tại, trong lục đạo bị nghiệp lực lôi kéo. Nếu tạo tác ở đời là thiện nghiệp thì thiện nghiệp kéo nó sanh phước báo nhân thiên.
Nếu là tạo tác ác nghiệp thì kéo nó đến tam đồ chịu khổ báo. Nghiệp lực lôi kéo đều là ảo hiện. Cho nên khi mê không hiểu giải chân tướng sự thật thì xem điều giả là chân. Họ có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Sau khi sáng rỡ chân tướng thì khổ lạc ưu hỷ xả buông xuống. Ấy là được chánh thọ, được vô lượng vô biên tam muội. Sự tướng vô lượng vô biên, trong tất cả sự tướng hiển thị đều là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, tuyệt đối không có tự tư tự lợi, tuyệt đối không có danh văn lợi dưỡng, tuyệt đối không có ưa ghét, tuyệt đối không có được mất, quyết không khởi tham sân si mạng. Chánh thọ, sự hưởng thụ của họ là bình thường. Tâm họ mở rồi, tâm khai ý giải, chính là Phật pháp nói họ giác ngộ khai ngộ rồi. Họ liễu giải chân tướng sự thật. Chẳng những là tánh thức khắp mười pháp giới, mà sắc tướng vật chất cũng khắp mười pháp giới. Vậy bạn mới chân chánh liễu giải chân tướng sự thật. Phật như vậy, tất cả chúng sanh cũng như vậy, chỉ là một đằng giác một đằng mê, một đằng ngộ một đằng mê. Chúng sanh với Phật chỉ có chia ra ở mê và ngộ, ngoài điều này ra không có một mảy may khác biệt nào. Phật Bồ Tát quá thần đến như Chư Sư Mẫu gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát quá thân, hai ba cánh cổng lớn nhà bà không mở, mà vào phòng khách nhà bà. Khi đi rời khỏi phòng khách thì không thấy người. Cổng lớn cũng không có ai ra mở cho, chính bà cũng không đi mở cửa. Thân ngài từ đâu đến? Thân là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Vì tánh thức khắp hư không pháp giới, năng lượng khắp hư không pháp giới, khi có duyên năng lượng biến thành vật chất, biến thành thân thể, biến thành hình tướng, biến ngay bây giờ, không phải từ nơi nào tỏa biến ra, không phải đâu, biến ngay lúc ấy. Khi duyên tận thì biến ngay lúc ấy. Cho nên chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, là ngay trước mắt. Quá thân như vậy, ứng thân sao không phải không như vậy? Quá thân chúng ta dễ dàng thể hội được, còn ứng thân này không quá dễ dàng thể hội. Ứng thân phải có sức
quan sát càng sâu thì bạn mới có thể nhìn thấy. Mắt thịt chúng ta không thấy được. Chúng ta ngày nay dùng khoa học kỹ thuật có cách để trắc nghiệm được. Dùng phương pháp gì? Chúng ta ngày nay nhìn thấy máy bay phản lực tốc độ rất lớn. Khi bay trên không trung, nó có động không? Bay rất nhanh. Bạn có thấy nó bất động không? Ta hỏi câu này khiến người ta hồ đồ rồi. Nói với bạn là thật sự không chuyển động. Nếu bạn không tin, bạn dùng máy chụp hình chụp cho nhanh lên. Đừng quá nhanh. 1/250 phần giây, 1/500 phần giây. Trong lúc nó đang bay toàn tốc độ 1/500 phần, bạn chụp rõ ràng thấy nó không di động. Thật sự không di động. Khi bạn chụp lần hai, bạn nhìn cho kỹ bối cảnh đằng sau nó di động một chút chút. Tướng phần trước diệt rồi, tướng phần sau lại sanh. Hồi trẻ tôi có chơi một loại máy quay nhỏ cỡ 8 cm, rất dễ giám sát được. Máy quay nhỏ ấy, một giây, trong một giây chụp 24 tấm, ống kính chụp 24 lần. Như trong kinh Phật nói là niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm trước không phải niệm sau, niệm sau cũng không phải niệm trước. Tại sao chúng giống nhau? Tương tự tướng, tương tục tướng, tương tục tướng, tương tự tướng, nhưng quả thật không phải cùng một tướng. Chúng ta từ trong đó quán chiếu cho chặt chẽ mới biết thân thể hiện nay của chúng ta sao lại không phải không là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, không giả một chút nào hết. Ai biết? Người ngộ biết, người mê không biết. Khi bạn giác ngộ thì thân này tồn tại không? Không tồn tại. Niệm niệm chẳng trụ. Bạn cho rằng thân này có thể trụ? Không thể trụ. Niệm niệm chẳng trụ, đó chính là bài kệ cuối trong Kim Kim Cang nói: như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Điện là ảnh chớp, quá ngắn ngủi. Lộ là sương móc. Sáng sớm mặc dù có sương, nhưng mặt trời mọc thì không thấy nữa. Sương móc tỷ dụ tương tục tướng, không phải thật đâu. Ánh chớp tỷ dụ sát na sanh diệt. Kim Kim Cang thường hay đọc thường hay dùng lý luận phương pháp trong kinh điển quan sát thế gian con người, rất dễ dàng khai ngộ. Sau khi ngộ ra rồi cũng không gặp tướng nữa. Hay nói cách khác, bất luận đối người đối sự đối vật, bạn chắc chắn sẽ không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa. Tiên sinh Viên Liễu Phàm biết vận mạng của mình,
vận mạng của ông được Khổng tiên sinh đoán định rồi, có thể ngồi trong thiền đường với Dân Cốc thiền sư 3 ngày 3 đêm không động một ý niệm. Dân Cốc thiền sư rất kỳ lạ, Ngài đã gặp trong đời rất nhiều người rồi, nhưng người 3 ngày 3 đêm không khởi một ý niệm thì quá hy hữu. Bèn hỏi ông, 3 ngày 3 đêm ông không khởi tâm động niệm, công phu của ông khá lắm, ông tu thế nào vậy? Liễu Phàm tiên sinh nói thật là không có tu hành gì, số mạng được người ta đoán định rồi, cả đời mình vừa nghèo vừa yếu đã rõ ràng minh bạch rồi. Ông giấy vọng tưởng cũng không ít gì, dứt khoát không giấy vọng tưởng nữa. Dân Cốc thiền sư nghe rồi cười ha hả, vốn cho là ông có công phu, nào về ông vẫn là phàm phu. Đúng vậy, sau khi biết vận mạng của mình, không giấy vọng tưởng nữa. Tôi nói họ là phàm phu tiêu chuẩn. Vì họ không liễu giải chân tướng sự thật. Liễu giải chân tướng sự thật thì buông xuống những vọng tưởng phân biệt chấp trước này, đó là công phu thành tựu tam muội. Cho nên về điểm này chúng ta không thể không hiểu được. Biết mười phương pháp giới thấy trọn khắp, đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Những lời này đều là Phật giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Hương màu phá quang thường kiến Phật, kiến Phật chính là kiến tánh. Thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, như thị phổ hóa chư chúng sanh, Ngài mới có năng lực vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh khai ngộ. Ngài có năng lực này rồi. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Chủ Địa Thần, xem từ bài thứ 8. Diệu âm phổ biến ư thập phương, vô lượng kiếp trung dị chúng thuyết, duyệt ý địa thần tâm liễu đạt, phòng Phật đắc văn thâm kính hỷ. Đây là tịch âm duyệt ý chủ địa thần. Ở trong trường hàng chúng ta thấy pháp môn mà Ngài tu học là phổ nhiếp trì nhất khiết chúng sanh ngôn âm hải, tu hành khế nhập từ chỗ này. Ngài Thanh Lương dạy cho chúng ta nhìn chung cả kệ tụng lẫn trường hàng. Ý nghĩa này rõ rệt vô cùng. Diệu âm phổ biến ư thập phương, ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi một pháp, không có pháp nào không phải trọn khắp pháp giới. Phần trước chúng ta nói về tánh thức sắc tướng, cũng tức là người hiện đại nói tinh thần vật chất, là trọn khắp pháp giới.
Âm thanh nói thực tại cũng là thuộc về một loại trong vật chất. Sóng âm đương nhiên là bao khắp pháp giới. Bất luận sóng âm là dài hay ngắn, tai chúng ta có thể nghe hay không thể nghe, nhĩ căn con người chúng ta rất độn. Trong rất nhiều loại sóng âm khác nhau, tần suất âm chúng ta chỉ có thể thu nghe một kênh. Còn kênh cao hơn không nghe thấy, kênh thấp hơn cũng không nghe thấy. Tai như vậy, mắt cũng như vậy. Mắt thấy là sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng dài hơn sóng trường, mà mắt chúng ta có thể thu được thì chúng ta không tiếp thu nổi. Sóng ngắn hơn thì chúng ta cũng không tiếp thu được. Hiện tại chúng ta dùng công cụ có thể dò tháo được. Quả thực có rất nhiều sóng ánh sáng với độ sóng khác nhau tồn tại trong hư không. Có rất nhiều sóng âm khác nhau cũng ở không trung. Không thứ gì không phải trọn khắp pháp giới. Có lẽ chúng ta sẽ cảm giác kỳ lạ là trọn khắp pháp giới, tại sao lỗ tai chúng ta không nghe không thấy? Nguyên nhân này nói lão thật là mắt với tai của chúng ta đều có bệnh, sanh bệnh nghiêm trọng rồi. Nghe mà nghe không chu toàn, thấy mà thấy không viên mãn. Khi nào chúng ta dẹp bỏ chướng ngại? Chướng ngại này vẫn là phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn là những thứ này. Những thứ này nếu là dẹp tận thì năng lực sáu căn của chúng ta khôi phục được. Lượng mà mắt chúng ta thấy là hư không pháp giới. Mười phương chư Phật Như Lai ở trong các cõi đất giảng kinh thuyết pháp, chúng ta có thể nhìn thấy. Còn sát thực hơn xem tivi. Tivi là thông qua trung gian truyền thông chúng ta mới nhìn thấy, không cần thiết điều ấy, nhìn thấy trực tiếp luôn. Chúng sanh chính pháp giới, âm thanh họ nói chúng ta thấy đều có thể nghe thấy, tai chẳng liên quan. Nếu khôi phục bản năng thì nghe thấy được toàn bộ. Muốn nghe thứ nào thì bật kênh đó lên, thông suốt chẳng chướng ngại một chút nào. Khi không muốn nghe thì tắt đi. Không nghe được một chút tiếng nào hết, thanh tịnh tuyệt diệt. Nước bật tắt này có cần thao tác không? Không cần. Chẳng những không cần dồn ý thao tác,
mà ý nghĩ cũng không cần khởi. Tất cả là tự nhiên. Sự tự nhiên này chính là cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát người giác ngộ sẽ tự nhiên có ứng. Tự nhiên là cái này thông suốt ngay. Ý niệm cảm tiêu trừ thì cái này tự nhiên tắt. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cho nên tác dụng của mỗi một căn đều trọn khắp pháp giới. Chỗ này nói là phổ biến ư thập phương, tức là trọn khắp pháp giới. Vô lượng kiếp trung dị chúng thuyết. Vô lượng kiếp là nói từ thời gian. Quá khứ vô thủy. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh diễn diễn là không có mệt chán. Vì sao? Phàm phu đắm tướng thì có mệt chán. Người giác ngộ không đắm tướng, ngay cả thân tướng đều không thể nắm được thì mệt chán đâu ra? Ta có thân thể mới có cảm giác mệt mỏi. Ta không có thân thể, mệt mỏi đâu ra? Chúng ta có thân thể, chấp trước thân thể này là mình, cho nên mới cảm giác mệt mỏi. Chư Phật Bồ Tát người giác ngộ tuy có thân thể này nhưng biết tánh tướng nhất như, lý sự bất nhị, sắc tức thị không, không tức thị sắc, cho nên ngài không có mệt mỏi. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch. Chúng ta càng phải học tập dội mau hơn. Đó gọi là học Phật. Duy ý địa thần tâm liễu đạt, tông Phật đắc văn thâm kính hỷ. Nhìn thấy các ngài học ra sao? Đó là vì chúng ta hiện thân thuyết pháp. Địa thần hỗ trì đất đai, hỗ trì đạo tràng. Càng quan trọng hơn là hỗ trì tâm địa của tất cả chúng sanh. Thì địa thần này hộ pháp viên mãn. Trong xã hội ngày nay, ngày nay là thiên hạ đại loạn, là một xã hội như thế. Tuy có đạo tràng, nhưng đã không thể phát huy tác dụng của đạo tràng. Thế là ở trong thời đại này, địa thần hộ pháp, hộ chúng sanh tâm địa quan trọng hơn gì hết. Ngài nhìn thấy Phật, tùy tâm ứng lượng, làm nhiều loại thị hiện. Ngài thấy rõ ràng minh bạch rồi. Nhìn thấy rõ ràng minh bạch này chính là tông môn nói minh tâm kiến tánh. Ngài minh tâm kiến tánh rồi,
cho nên mới cung kính hoan hỷ. Ngài thấy sâu và nhìn rộng, tâm kính hỷ của Ngài cũng sâu và rộng theo. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát cũng cung kính, thấy cũng hoan hỷ. Chúng ta nhìn thấy cạn, cho nên tâm cung kính của chúng ta, tâm hoan hỷ của chúng ta cũng rất cạn, ngăn không nổi cảnh giới. Cảnh giới thể hiện tiền là ý niệm kính hỷ của chúng ta quên mất tiêu, tan như khói mây. Khi nào chúng ta có thể giống như địa thần quan sát thẩm thâm? Nhìn ra chư Phật Như Lai đại từ đại bi, ứng hóa mười phương ba đời, vì tất cả chúng sanh diễn thuyết diệu pháp, giúp đỡ chúng sanh chuyển ác làm thiện, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê làm ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu là bờ. Các ngài thị hiện ứng hóa để làm chuyện này. Cách làm phương pháp vô cùng xảo diệu, không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu và phải thấy rõ. Lại xem bài tiếp theo. Phật Mao Khổng Xuất Hương Diệm Dân, tùy chúng sanh tâm biến thế gian, nhất thiết kiến giả giai thành thuộc, sử thị hoa toàn sở quán xứ. Đây là tôn thứ 9, Diệu Hoa Toàn Kế Chủ Địa Thần. Pháp môn mà Ngài tu học là sung mã Phật sát ly cấu tánh. Chứng đắc giải thoát từ pháp môn này. Tán tụng của Ngài với pháp môn Ngài tu học gộp lại xem thì không khó thể hội nghĩa thú mà Ngài thuyết pháp. Phật Mao Khổng Xuất Hương Diệm Dân, đó là pháp giới sự sự vô ngại mà trong kinh Hoa Nghiêm giảng. Hương diệm, diệm là quả diệm, đại biểu cho ánh sáng. Tịnh Độ Tông chúng ta thường giảng hương quang trang nghiêm, đây là ý nghĩa của hương quang. Trong Diệu Pháp nói hương đại biểu cho giới, đại biểu cho định, quang đại biểu cho tuệ,
Diệm ở đây cùng một ý nghĩa với quang. Dân là tỷ dụ. Tỷ dụ cho phi không phi hữu. Hiển thị chân tướng sự thật. Hàm nghĩa chân chánh trong câu này chúng ta hiểu được. Trong lỗ chân lông Phật xuất hiện là giới định tuệ. Tương quan cũng biểu cho năm phần pháp thân. Giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Đó là nói viên mãn. Phật ở trong lỗ chân lông vì tất cả chúng sanh thị hiện năm phần pháp thân. Tùy chúng sanh tâm biến thế gian. Lỗ chân lông là nhỏ nhất trong chánh báo. Hương diệm dân là lớn nhất trong y báo. Đồng thời thể hiện lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Mật nghĩa trong đó là nói với chúng ta theo trong chánh pháp. Một lỗ chân lông, một y trần đều có đủ đại pháp viên mãn xưng tâm. Mấy phần khiêm khuyết đều không có. Tùy chúng sanh tâm biến thế gian. Chúng sanh này chúng ta thường nói chung là chúng sanh hữu tình chính pháp giới. Đó là điều Pháp Đại Thừa thường giảng. Trên thực tế bao gồm 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới hết thảy bao gồm trong đó. Trong lỗ chân lông của Phật xuất hiện năm phần pháp thân, không chỉ là cho con người chúng ta xem. Mà chư Phật nhìn thấy, Phật Bồ Tát trong mười pháp giới nhìn thấy, Duyên Giác Thanh Văn nhìn thấy, chư thiên nhìn thấy, lại nói với các vị rằng chúng sanh đường á cũng không ngoại lệ. Giới kia chuyên giả giai thành thuộc, hai chữ thành thuộc không thể nghĩ bàn. Thành thuộc là nhìn thấy thì khai ngộ, nhìn thấy thì kiến tánh. Khắp thế gian nhất thiết kiến giả. Nhất thiết này có ham chuộng,
Tất cả kẻ có duyên, chúng sanh có duyên. Phật gia thường nói Phật không độ chúng sanh vô duyên. Có người nói Phật giáo dạy học không viên mãn. Vì sao? Vì không độ chúng sanh vô duyên. Nói những lời này đều là hiểu lầm. Phật giáo bất kỳ pháp môn nào cũng là viên mãn. Bất kỳ pháp nào ác hẳn viên mãn khâu gồm tất cả pháp. Kim Hoa Nghiêm giảng triệt đệ nhất, thấy rõ nhất. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Chúng ta giảng 10 tông phái Phật giáo có thâu nhiếp lẫn nhau không? Có. Chắc chắn nhiếp lẫn nhau. Nếu không nhiếp lẫn nhau thì không phải Phật pháp. Chúng ta nói trong Tịnh Độ giáo có Hoa Nghiêm hay không? Điều đó không cần nói. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói rất minh bạch. Kim Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kim A Di Đà tức là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Tịnh Độ Nhiếp Hoa Nghiêm. Có thiên thai không? Có. Trí Giả Đại Sư trở về sau đến thời cận đại, tổ sư của Thiên Thai Tông, có vị nào không niệm Phật giảng sanh chứ? Tịnh Độ Nhiếp Luật, Nhiếp Pháp Tướng, Nhiếp Bát Nhã, Nhiếp Thiện. Đó là Phật ở trong Kinh Đại Tập giảng. Niệm Phật tức thị thâm diệu thiền, không phải thiền bình thường đâu. Nhiếp luật thậm chí là tiểu thừa. Không một pháp nào không bao quát trong một pháp. Pháp đó mới gọi là pháp viên mãn. Chúng ta thử hỏi những tông khác. Thiên Thai Tông có nhiếp Tịnh Độ không? Đương nhiên nhiếp Tịnh Độ. Nhiếp Hoa Nghiêm, nhiếp mật. Quý vị xem Tịnh Độ Tông chúng ta, Liên Trì Đại Sư giảng kinh A-di-đà, phần sau phụ chú giảng sanh. Chú giảng sanh là mật tông, hiển mật viên dung. Thuyết minh chỉ cần là Phật pháp, cứ lấy tùy ý một pháp, ác hẳn nhiếp hết mọi pháp. Đó là chân tướng sự thật, chứ không phải do người làm. Vốn dĩ chính là như thế. Đó chính là trong Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Nhập pháp môn bất nhị. Bạn phải hiểu bất nhị có nghĩa là gì. Bất nhị là giác ngộ chân chánh. Cho nên Lục Tổ giảng với Ấn Tông, thiền định giải thoát là hai pháp. Hai thì sao bạn có thể giải thoát? Sao bạn có thể khế nhập? Cần dứt ý nghĩ này đi. Thì bạn mới nhập, nhập môn thật sự. Bạn với chư Phật Như Lai
như lời người xưa nói là cùng một ruột. Đó mới thật sự triệt để rốt ráo viên mãn. Chỉ tương lai còn có phân biệt chấp trước thì bạn là tri kiến phàm phu. Tri kiến phàm phu là sai lầm, là không thể cậy vào. Tri kiến Như Lai mới là chính xác. Tri kiến Bồ Tát chắc chắn là tùy thuận Phật Đà. Nếu không tùy thuận Phật Đà mà họ muốn sáng lập tri kiến là họ sai lầm. Thiện Đạo Đại Sư thời nhà Đường giảng cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch những lời ấy. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sử, cũng gọi là Tứ Kiết Sử, Chương Thượng Phẩm Thượng Sanh giảng. Chúng ta phải hiểu bài kệ này. Chúng ta nhìn thấy giáo nghĩa sâu rộng vô cùng. Người nào có duyên nhìn thấy, đương nhiên chính là minh tâm kiến tánh. Ý nghĩa này chúng ta lại nói minh bạch hơn một chút. Bạn ở trong bất kỳ pháp nào, trong một hương, một hoa, một cỏ, một lá, một chiếc trần, bạn nhìn thấy pháp tánh. Mau khổng xuất hương diệm dân chính là nói pháp tánh. Nó có chữ dân. Nếu không có chữ dân này, ấy là pháp tướng. Có chữ dân là nó biểu pháp tánh. Kiến tánh thành Phật, thành thục rồi. Cho nên đó là gì? Chúng ta thường nói chung là chúng sanh căn thục. Hệ tiếp tục thì họ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành tựu rồi. Thành tựu ở mức thấp nhất là sơ trụ Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Sơ trụ Bồ Tát trong phẩm cuối kinh Bát Thập Hoa Nghiêm gọi là Đức Dân Tỳ Kheo, dùng ông để biểu pháp. Khiến tài đồng tử đi đến thăm ông. Ông tu pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật, Ban Chu Tam Muội. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Chúng ta không thể nhìn qua đại ý, nhất định phải cẩn thận thể hội. Điều đó có nghĩa là gì? Vậy chúng ta, nếu bạn muốn một đời thành tựu, nói thực tại trong vô lượng vô biên pháp môn, niệm Phật là số một. Đức Dân Tỳ Kheo, ngài vì chúng ta làm mô phạm. Ở trong Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi ông là Cá Tường Dân Tỳ Kheo. Cá Tường Dân với Đức Dân hoàn toàn tương đồng ý nghĩa, người phiên dịch khác nhau, chứ ý nghĩa hoàn toàn giống nhau.
chúng sanh căn tánh không thành thục, họ không nhìn thấy. Do đó có thể biết hoa toàn chủ địa thần giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông Trung Hoa. Đối tượng mà Ngài độ qua là người thượng thượng căn, chuyên môn đến tiếp dẫn người thượng thượng căn. Người trung hạ căn thì không có phần. Song người trung hạ căn không ít, số lượng rất đông. Hồi đó cũng đi theo Ngài, cùng với Ngài tham thiền chung, nghe lão nhân gia Ngài ngày ngày giảng khai thị, nhưng chẳng khai ngộ, không kiến tánh. Có điểm hay không? Có, gieo thiện căn. Một đời này chưa khai ngộ, tương lai sẽ có một ngày nào đó khai ngộ. Đến khi họ sắp ngộ, chưa ngộ, thì Hoa Toàn Bồ Tát nhất định giúp đỡ họ. Cơ duyên họ thành thục rồi. Chuyện này chúng ta phải hiểu. Người không có thiện căn cũng được lợi ích. Được lợi ích gì? Nhìn thấy những người tu hành này gieo thiện căn, nhìn thấy đạo tràng, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy biết bao người tu hành vậy. Quả thật có một số người hoàn toàn không có thiện căn. Đi lên núi để làm gì? Đi du lãm. Người thời nay nói là ngắm cảnh. Gặp hình tượng Phật Bồ Tát cũng sẽ hành lễ, đốt nén nhang, gieo thiện căn rồi. Mặc dù đối với tham thiền thiền đường không có hứng thú, đối với pháp sư khai thị cũng không hứng thú, nhưng thiện căn gieo rồi, một lần lọt tài mãi gieo giống đạo, một lần lọt tài cũng lại như vậy. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Có kẻ hiện tại thành thục, có kẻ kiếp sau thành thục, có kẻ đời sau nữa mới thành thục. Cũng có thể nói nhất thiết kiến giả giai thành thục. Đó là cách nói theo nghĩa rộng. Cách nói theo nghĩa hẹp ấy là thượng thượng căn. Bồ Tát chuyên vì người thượng thượng căn mà khai mở pháp môn này. Lại xem bài kệ cuối cùng. Kiên cố nan hoại như kim cang, bất khả khuynh động du tu di. Phật thân như thị sự thế gian, phổ trì đắc khiến sanh hoan hỷ. Đây là kim cang phổ trì chủ địa thần. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài học tập là nhất thiết Phật Pháp Luân Sở, nhiếp trì phổ xuất hiện giải thoát môn. Ngài chứng nhập từ chỗ này. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, pháp năng nhiếp trì tâm hành.
Mạnh Tử có câu nói rằng: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Phật pháp là đại học vấn. Phàm là giáo học thánh hiền, không có gì khác. Trước đây Lý lão sư dạy chúng tôi cải tâm. Mạnh Tử không nói cải tâm. Mạnh Tử nói cầu kỳ phóng tâm. Cầu kỳ phóng tâm không phải là cải tâm sao? Tâm của phàm phu có kẻ nào không phải đang phóng dật trong cảnh giới ngũ dục lục trần chứ? Thấy sắc thì tâm bị sắc kéo đi, nghe thanh thì tâm bị âm thanh kéo đi, ăn đồ thì tâm bị giả dày kéo đi. Thánh nhân làm công phu gì? Thu hồi lại tâm đặt trong ngũ dục lục trần. Đó chính là công phu, đó gọi là tu hành. Tuyệt đối không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Quán Thế Âm Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm vì chúng ta nói ra phương pháp mà Ngài tu hành: phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng phương pháp này để tu thành. Ngài tu nhĩ căn, một pháp môn là thành công. Đừng làm quá nhiều. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, khéo dùng nhĩ căn, dùng vô cùng hay, dùng vô cùng có hiệu quả. Song thù thắng nhất và xuất sắc nhất trong đó là khi Ngài dùng nhĩ căn thể hội được phản văn văn tự tánh, Ngài mới chứng đắc vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy hành trì của Ngài là kiên cố nan hoại như kim cang, bất khả khuynh động du tu di. Hai câu này đều là hình dung thành tựu của Ngài. Chẳng những tâm của Ngài như như bất động trong cảnh giới, mà thân tướng của Ngài, hành vi của Ngài cũng sẽ không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Phàm phu chúng ta rất đáng thương. Đó là gì? Đó là đại định. Kinh Đại Thừa thường giảng hình dung chư Phật Như Lai, Na Già thường tại định, không khi nào chẳng định. Định đó là gì? Trong mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không một pháp nào có thể ảnh hưởng thân tâm của Ngài, có thể ảnh hưởng sự nghiệp của Ngài.
Điều Ngài thể hiện nhìn theo người bình thường chúng ta là thể hiện thân tướng, tâm địa chính là tư tưởng kiến giải, hành vi, đời sống, công việc, xử sự đãi người tiếp vật của Ngài từng ly từng tí, tuyệt không chịu ảnh hưởng ngoại giới. Đó mới gọi là kiên cố nan hoại như kim can, bất khả khuynh động du tu di. Du là vượt qua, tu di là núi lớn. Tướng của núi là như như bất động. Ha, không phải trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Tu Bồ Đề ở thế gian này giáo hóa chúng sanh hay sao? Giáo hóa chúng sanh không phải ở một nơi. Chúng sanh nơi nào đến thỉnh pháp thì Ngài đi. Khi ấy ở Ấn Độ có rất nhiều tiểu quốc. Khi Phật xuất thế, Trung Hoa cũng chưa thống nhất, dùng đất một dải Hoàng Hà và Trường Giang của Trung Hoa có hơn 800 quốc gia tiểu quốc. Chúng ta nói là 800 chư hầu. Hầu chính là quốc quân của tiểu quốc. Ấn Độ cũng chưa thống nhất, cho nên đối tượng giáo hóa là các quốc gia khác nhau, các tộc quần khác nhau. Quốc gia Trung Hoa hiện nay do 56 tộc quần khác nhau cấu thành, các tộc quần khác nhau, các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Bạn dạy học thế nào để được thành quả đây? Phật là đặc biệt hướng dẫn Ngài phải bất thủ ư tướng, như như bất động. Chúng ta phải ghi nhớ, trong xã hội chúng ta ngày nay hoằng dương Phật pháp, thực tại nói không hề khác gì với Tu Bồ Đề hồi đó. Chúng ta ngày nay cũng phải trải qua rất nhiều các quốc gia khác nhau, các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau. Chúng ta làm sao sống chung hòa thuận với mọi người? Nhất là xã hội hiện nay xuất hiện nhiều loại mâu thuẫn, bất hòa, hiểu lầm ngày càng sâu hơn. Giữa người với người làm sao sống chung? Giữa tộc quần với tộc quần, giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa quốc gia với quốc gia. Hai câu nói của Phật hay lắm: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là đừng chấp trước, đừng phân biệt, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, ái tâm chân thành của mình để đối đãi thì vấn đề giải quyết. Không có gì không thể hóa giải. Chắc chắn không thể bị cách nghĩ, cách nhìn,
của kẻ khác ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta có thể nghe họ, thể nghe là hiểu được cách nghĩ cách nhìn của họ sai ở đâu. Chúng ta có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo, tùy thuận họ đi, ở trong đó giúp đỡ họ sửa chữa lại. Dùng phương pháp nào, Phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp. Nhưng các chỉ đạo tối cao thì chính bạn nhất định phải khế nhập được. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng, nói theo lời của Kim Kim Cang, phải lìa bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không những phải lìa tướng mà còn phải lìa kiến. Phật nói lời này là nói ở cuối Kinh Kim Cang, nửa bộ sau Kinh Kim Cang, là ly kiến. Kiến là tư tưởng kiến giải, ý nghĩ đều không có. Không những tướng chẳng đắm mà ý nghĩ đều không có. Bạn nói tâm ấy thanh tịnh biết bao. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tâm địa ấy thanh tịnh đích thực. Thân thể người này quả thật là trong suốt. Thân tâm đều chẳng nhiễm mảy trần. Như vậy mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ các quốc gia khác nhau, các tộc quần khác nhau, chúng sanh các nền văn hóa khác nhau, chúng sanh các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Mở rộng nữa là chúng sanh chính pháp giới. Chỉ cần bạn tuân thủ nguyên tắc này của Phật Đà là thông rồi, chướng ngại gì cũng không có hết. Đó là trí tuệ chân thật của Như Lai. Phật thân như thị sự thế gian, chúng ta có thể không học sao? Nếu bạn ở thế gian này, khiến cả đời bạn thật sự được đạt đến hạnh phúc mỹ mãn, tự tại vui vẻ, bạn có thể học hiểu bài kệ này, bạn đích thực đạt được. Nhà Phật không có câu nào là lời dối gạt. Từng câu nói là lời chân thật. Kim Kim Cang nói hay lắm: Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Bất huân ngữ giả, bất dị ngữ giả. Lời ấy là thật chứ không phải giả đâu. Chúng ta nên học. Học ở đâu? Học ở trong đời sống, học ở trong thuận cảnh nghịch cảnh. Vì đó là hai cực đoan, rất dễ bị xung động, rất dễ bị ảnh hưởng. Bạn phải hạ công phu trong đó. Trong thuận cảnh cực đoan khi nhìn thấu, không bị lung lay bởi cảnh giới. Trong nghịch cảnh cực đoan nhìn thấu,
không bị ảnh hưởng bởi nghịch cảnh. Bạn thành công rồi. Sau đó bạn có thể kiến đại công, lập đại nghiệp. Đại công là phiền não của bạn đoạn, trí tuệ của bạn viên mãn. Đại nghiệp là bạn cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn. Xã hội hiện tiền, nếu có người thực lực lượng giác ngộ từ chỗ này thì có thể hóa giải đại chiến thế giới. Khi các lãnh tụ một số quốc gia nói những đạo lý lớn này với họ, họ giác ngộ minh bạch rồi thì chiến tranh này vô hình trung tiêu mất. Nhân dân giác ngộ, nhân dân sẽ giác ngộ. Khó ở chỗ nào? Khó ở không ai chỉ dạy, không có người đem những chân lý này, đem những chân tướng sự thật này nói cho những người ấy nghe, nói cho đại chúng thông thường nghe. Đó là điều đáng tiếc nuối. Điều đó trong Phật Pháp nói là chúng sanh nghiệp chướng quá nặng. Hôm nay quả thật là không phải không có khả năng, có khả năng ấy. Nếu chiếu lên đài truyền hình vô tuyến để quảng bá, quảng bá trong truyền hình vệ tinh thì có người toàn thế giới đều nghe được, đều minh bạch, đều giác ngộ, đều quay đầu, thế giới lập tức sẽ hòa bình. Oán hận sẽ hóa giải được. Phần tử khủng bố đều chuyển biến thành thiện nhân. Kẻ gây nhiều loại ác hạnh thấy đều sửa thành thiện nghiệp. Giáo học của Đại Thánh Đại Hiền, công đức vô lượng vô biên, vô cùng đáng tiếc là không có ai tiến hành cả. Chúng tôi ở chỗ này nghiên cứu thảo luận cùng các vị đồng học, cảm thấy sâu sắc rằng phước của chúng tôi mỏng, không có oai đức lớn, không có phước báo lớn. Chúng tôi đã tận tâm tận lực làm, nhưng ảnh hưởng đối với toàn thể xã hội nhỏ nhiệm quá chừng. Mặt thấy kiếp nạn này sợ là còn không có cách nào hóa giải nổi, nhưng có ưu điểm là tự mình giải thoát. Đó là thật. Chúng sanh căn thuộc được lợi ích. Chúng sanh căn tánh không chín mùi ấy chính là đời sau, kiếp sau nữa mới được lợi ích. Chúng ta phải học, phải học Phật thân như thị xử thế gian. Chúng ta phải học phương pháp này để xử thế, phổ trì đắc kiến sanh hoan hỷ,